Chiến sự ở Bắc Bút đang ngày một nóng rực hơn khi mà mới đây, Ukraine đã giáng đòn sấm sét phá nát kho đạn dược, thiết bị quân sự quan trọng của Nga gần Bắc Bút. Không quân Ukraine thì tuyên bố đang dùng bom dẫn đường JDM do Mỹ cung cấp để mà tập kích mục tiêu quan trọng của đối phương và muốn sở hữu thêm nhiều loại vũ khí này. Tuy nhiên, phía Mỹ lại nói rằng. Quân đội đang sở hữu tương đối ít tên lửa ATA CMS có thể phóng từ pháo HIMARS mà Ukraine nhiều lần đề nghị viện trợ. Trong khi Hải quân Mỹ đang tăng tốc đóng tàu ngầm hạt nhân tấn công. Tại điểm nóng châu Á, Mỹ đã điều hai pháo đài bay B-52 đến tập trận chung cùng 12 tiêm kích F-15 và 4 tiêm kích F-2 của Nhật Bản trên biển Hoa Đông và biển Nhật Bản. Cùng thời điểm, Philippines đã phối hợp với Mỹ tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật tại căn cứ quân sự lớn nhất của Manila, nằm trên đảo Luzon thuộc Biển Đông. Đây là lần đầu tiên Philippines được tiếp cận với hệ thống HIMARS. Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh của Lê Minh. Kính thưa quý vị và các bạn, lục quân Ukraine hôm 30 tháng 3 thì họ đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh ba lữ đoàn của lực lượng này là hiệp đồng tác chiến và phá hủy một kho vũ khí của Nga tại một trận ba bút. Phía Ukraine thì tuyên bố rằng là nhờ sự tương tác tích cực của các sĩ quan trinh sát và lữ đoàn cơ giới riêng biệt thứ 30, các pháo binh của lữ đoàn 26 và 45, một kho đạn dược và thiết bị quân sự quan trọng của Nga đã bị phá hủy chỉ sau một loạt đạn mà thôi. Thời gian gần đây thì giao tranh vẫn đang diễn ra vô cùng căng thẳng tại khu vực Bắc bút khi mà cả hai phe Nga và Ukraine đều đang nỗ lực giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược này. Hôm 27 tháng 3, ông Andrei Marocco, một quan chức thân Nga tại Luhansk, nói rằng là các trận giao tranh khốc liệt vẫn diễn ra tại chảo lửa miền Đông. Và theo các nguồn tin từ giới chức quân sự, thì các lực lượng thân Moscow đã giành được quyền kiểm soát 70% thành phố Bắc Bút. Ông Marocco nói rằng là bất chấp những thiệt hại to lớn gần đây, thì quân đội Ukraine vẫn chưa có ý định từ bỏ và đang muốn giải vây cho Bắc Bút. Ông nói là các đơn vị biệt kích của Ukraine đang được điều động đến Bắc Bút để chiến đấu như là lính bộ binh và điều này đồng nghĩa việc là tây hình đã trở nên nguy cấp với lực lượng phòng thủ ukraine khi mà những đơn vị ưu tú nhất của họ đã được đưa vào cuộc. Những nỗ lực phòng thủ của ukraine được cho là đã gây ra những tổn thất lớn cho phía nga. Theo các nguồn tin tình báo quân sự phương tây, thì công ty quân sự tư nhân wagner của nga đã phải hứng chịu nhiều thiệt hại nặng nề tại chiến trường Bakhmut, thiệt hại đến mức độ họ phải liên tục tiệm thêm quân. Bên cạnh đó thì nhiều trang thiết bị hiếm gặp của nga cũng đã bị thu giữ tại thành phố chiến lược ở vùng donbass. Trang Defense Block hôm 30 tháng 3 đưa tin là quân đội Ukraine đã thu giữ một xe bọc thép GAZ-3937 Vodnik rất hiếm gặp của Nga tại Bắc Bút. Xe bọc thép này bị phát hiện và thu giữ ở tình trạng gần như còn nguyên vẹn. Vì vậy là các lực lượng phòng thủ Ukraine đã tiếp nhận, sửa chữa rồi tân trang lại nó để mà đưa vào sử dụng. Ở một diễn biến khác thưa quý vị, Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Ignat hôm 31 tháng 3 cũng cho biết là không quân của họ đã dùng bom dẫn đường JDM để tập kích mục tiêu quan trọng của Nga và họ không giấu giếm ý định là muốn sở hữu thêm cái loại vũ khí này từ phía Mỹ. Ông Ignat nói rằng là chúng tôi đang dùng JDM, đây là loại bom của phương Tây và đã tập kích rất thành công nhiều mục tiêu quan trọng. Những quả bom này có phần uy lực kém hơn nhưng lại cực kỳ chính xác. Chúng tôi muốn có nhiều loại bom như vậy để mà đạt được thành công của tiền tuyến. Trước đó thì có một cái video được chia sẻ trên mạng xã hội Twitter. Hồi đầu tháng cho thấy một vụ nổ nghi là dùng cái bom JDM dẫn đường này nhằm vào chiến hào của lực lượng Nga tại Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga và Ukraine khi đó đều không lên tiếng về vụ việc và cái video này. Vài tuần trước thì tướng James Hacker, tư lệnh không quân Mỹ tại châu Âu và bộ chỉ huy không quân đồng minh của NATO cũng xác nhận là Mỹ đã chuyển phiên bản JDM mà được trang bị canh lái cho Ukraine cái phiên bản mà được chuyển cho Ukraine nó có tầm bay tối đa 72 cây số và khi được thả ở cái độ cao và độ và tốc độ lớn so với 24 km của những quả thông thường. Chưa rõ cái số lượng bom JDM mới mà Mỹ chuyển giao cho Ukraine nhưng mà dường như là chúng cũng khá là hạn chế và Ukraine cũng chỉ còn lại khá ít tiêm kích có thể mang bom. JDM là tên gọi chung của những loại bom thông thường được hoán cải thành bom thông minh bằng cách là gắn thêm thiết bị dẫn đường gồm hệ thống định vị vệ tinh toàn toàn cầu GPS và hệ thống điều khiển. Và đây là phương án giúp tận dụng kho dự trữ bom thông thường được chế tạo từ chiến tranh. Hồi chiến tranh lạnh là đã có rất nhiều như vậy. Và một lần nữa chúng ta thấy rằng đây lại là một trong những cái vũ khí mà có thể là khiến cho quân đội Nga gặp thêm nhiều trắc trở trên chiến trường. Đặc biệt là sau khi mà có những sự xuất hiện của những loại vũ khí chính xác cao trước đó là HIMARS thì quân đội Nga gần như là đã bị Ukraine tóm chặt và dường như là cái trận chiến nó đã nghiêng về Ukraine từ khi mà HIMARS xuất hiện. Cho đến bây giờ là những loại bom dẫn đường thông minh, chúng ta sẽ chờ xem khi mà xe tăng chiến đấu phương Tây đến chiến trường thì nó còn thay đổi như thế nào nữa. Trong khi đó, trong một tiết lộ mới nhất thì Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ ông Mark Milley đã nói là quân đội Mỹ đang sở hữu tương đối ít cái loại tên lửa ATACMS có thể phóng từ HIMARS mà Ukraine nhiều lần đề nghị vận trợ. Ông Mark Milley trong một cuộc phỏng vấn ngày 31 tháng 3 đã cho biết là chúng tôi có tương đối ít hệ thống ATACMS. Chúng tôi cũng phải đảm bảo duy trì kho vũ khí và đạn dược của riêng mình. Ông thừa nhận là nhiều người đã phóng đại một chút về năng lực của ATACMS. Loại tên lửa này có tầm bắn tối đa 300 km nó có thể phóng từ pháo phản lực HIMARS và một số vũ khí khác cũng có thể tập kích mục tiêu ở khoảng cách này trong đó có máy bay không người lái. Ông Milley nói rằng là Anh hiện có một số hệ thống UAV như vậy và đây là một trong những điều chúng tôi đang xem xét để giúp thêm Ukraine. Tuy nhiên hiện tại thì chúng tôi không cung cấp tên lửa ATACMS. Ông ấy cũng nói là Mỹ đang xem xét ước tính về lượng đạn dược mà quân đội nước này cần trong xung đột với các cường quốc giữa các cường quốc sau khi chứng kiến Ukraine tiêu thụ nhanh chóng chúng ra sao. Và vị tướng của Mỹ cũng khẳng định là Mỹ có đủ đạn dược trong kho, nhưng cần mở rộng các cơ sở công nghiệp quốc phòng trong vài năm để mà tăng thêm năng suất. ATACMS là một trong những cái tên lửa mỗi vũ khí mà giới chức và chỉ huy quân đội Ukraine đã nhiều lần kêu gọi Mỹ viện trợ để mà tập kích các mục tiêu của Nga nằm cách xa tiền tuyến tuy nhiên mỹ từ chối chuyển tên lửa này cho ukraine vì là lo ngại ukraine sẽ dùng nó để mà đánh vào sâu trong lãnh thổ nga làm leo thang chiến sự và dẫn đến xung đột trực tiếp giữa nga và mỹ là hai cường quốc hạt nhân nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong những diễn biến gần đây thì cả nga và mỹ đều đang leo thang căng thẳng nhiều người lo ngại rằng nó có thể leo thang thành một cuộc xung đột tôi thì tôi nghĩ rằng khả năng xung đột giữa nga và mỹ nhỏ nhỏ nhưng không phải là không có tất cả mọi thứ đều có thể diễn ra. Từ sau khi chiến tranh Ukraine nổ ra, chúng ta thấy rằng là mọi thứ đều có thể xảy ra trong cái thế giới đầy hỗn loạn này. Cũng liên quan tới quân đội Mỹ, thì Hải quân Mỹ có vẻ như đang tăng tốc đóng thêm tàu ngầm hạt nhân tấn công mới. Trang US NI News ngày 1 tháng 4, họ đưa tin là Hải quân Mỹ ước tiến ước tính là Tiến độ sản xuất tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia hàng năm sẽ đạt là hai chiếc trong vòng 5 năm tới. 5 năm chỉ sản xuất được hai chiếc thôi. Quý vị thấy đóng một cái tàu ngầm hạt nhân nó không hề đơn giản chút nào. Và cái tốc độ như vậy tôi cho là rất nhanh rồi đấy. Các quan chức liên quan thì cho biết là hai hãng General Dynamics Electric Board và Newport News Shipbuilding sẽ cung cấp hai tàu mỗi năm vào năm 2028 với sự cải thiện ổn định trong tuyển dụng và duy trì lực lượng lao động nhà máy đóng tàu. Hai xưởng đóng tàu trên hiện có tiến độ bàn giao trung bình là 1,3 tàu ngầm mỗi năm. Ông cho biết là đang thúc đẩy lĩnh vực này bằng cách là các cái quan chức cho biết là họ đang thúc đẩy bằng cách là tăng tốc sản xuất. Hai xưởng đóng tàu trên là chia nhau công việc cho mỗi tàu ngầm lớp Virginia và Columbia. Newport ship Building thì đóng phần mũi và đuôi tàu, còn General Dynamics Electric Board thì đóng phần giữa của mỗi tàu ngầm, bao gồm các khoang lò phản ứng. Họ chia nhau như vậy. Một nguồn tin cho biết là việc đóng một số phần mũi và đuôi tàu lớp Virginia đã trễ tiến độ vài tháng rồi. Lịch trình đóng tàu ngầm cũng đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 và khối lượng công việc nó tăng thêm cho mô đun tải trọng lớp Virginia và cũng phải cân bằng với việc đóng tàu lớp Columbia. Nói chung là tàu ngầm Mỹ nó cũng đang ở trong một cái giai đoạn mà rất là khó có thể là nói là nó ở trong một giai đoạn năng suất. Bởi vì tới đây họ sẽ còn phải cung cấp cho cả Úc nữa. Câu chuyện không hề đơn giản chút nào thưa quý vị. Trong khi đó ngày 31 tháng 3 thì Bộ Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ trên không của Nhật Bản thông báo là lực lượng không quân Nhật Bản và không quân Mỹ đã tổ chức các cuộc tập trận chung. Cuộc tập trận được tổ chức hôm 30 tháng 3 ở vùng trời phía trên biển Nhật Bản và biển Hoa Đông. Lực lượng không quân hai nước thì đã tiến hành các cái hợp tác chiến thuật trong cuộc tập trận. Thưa quý vị, theo đó, Nhật Bản đã điều 12 tiêm kích F-15 và 4 tiêm kích F-2, trong khi Mỹ triển khai 2 máy bay ném bom chiến lược B-52. Cuộc tập trận của Mỹ và đồng minh diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên liên tục leo thang trong thời gian gây sau các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng, Hàn Quốc cũng tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn trong thời gian qua. Trong đó có một số hoạt động tiến hành chung với Mỹ. Một số tên lửa của Bình Nhưỡng đã được phóng về phía biển Nhật Bản và khiến Tokyo rất là lo ngại. Vào tháng 11 năm ngoái thì Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản. Còn cố vấn an ninh của tổng thống Philippines tuần này tuyên bố là Nhật, Philippines và Mỹ họ có kế hoạch thiết lập một khuôn khổ ba bên với sự tham gia của các cố vấn an ninh quốc gia. Và động thái này của ba nước diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường ngày càng nhiều ảnh hưởng trong khu vực. Và liên quan đến những cuộc tập trận trên Biển Đông thì Philippines đã lần đầu tiếp cận các hệ thống HIMARS của Mỹ. Hãng tin Reuters họ đưa tin ngày 31 tháng 3 là Philippines đã phối hợp với Mỹ tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật với tên gọi là Salanif tại Fort Masaysay căn cứ quân sự lớn nhất của Manila nằm trên đảo Luzon thuộc Biển Đông. 3.000 binh sĩ Mỹ và Philippines sẽ kéo dài cuộc tập trận này trong 3 tuần bao gồm các bài huấn luyện chống tăng và bắn đạn thật. Trong đó, quân đội Philippines lần đầu được huấn luyện cách triển khai hệ thống pháo binh cơ động cao HIMARS với tầm bắn 80 cây số và các hệ thống chống tăng tiên tiến, vốn được xem là chìa khóa cho quá trình hiện đại hóa bộ binh của Manila. Và theo kế hoạch, cuộc diễn tập Salanif bắt đầu ngày 31 tháng 3, kéo dài đến ngày 4 tháng 4. Đây là một cuộc diễn tập thường niên và là một phần của các tập cuộc tập trận chung Balikatan giữa hai quân đội Philippines và Mỹ để tăng cường cái khả năng phòng thủ cho Manila trước các mối đe dọa quân sự từ bên ngoài. Năm nay thì cuộc tập trận Balikatan quy tụ 17.600 quân nhân, trong đó có khoảng 12.000 quân nhân là của Mỹ. Và Mỹ Philippines họ thời gian gần đây đang tăng cường cái sự hợp tác về mặt quốc phòng và điều đó chắc chắn nó khiến cho Trung Quốc không thể ngồi yên. Dưới thời của ông tổng thống Philippines thời trước là ông Duterte, quý vị thấy rằng quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc rất là nồng ấm. Nhưng sau khi mà ông Ferdinand Marcos lên thì đã có những cái sự phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn với Mỹ và điều đó đang khiến Trung Quốc lo ngại. Và Trung Quốc thậm chí còn cảnh báo Philippines là đừng có rước hổ vào nhà. Nhưng không biết rằng là ai mới là hổ đây, ai mới là sói đây. Ngày 31 tháng 3 thì cả quan chức của quân đội Mỹ và Philippines đều không muốn bình luận về những căng thẳng trong khu vực nhưng họ thừa nhận là hệ thống HIMARS thì có thể có hiệu quả trong việc ngăn chặn các mối đe dọa từ xa. Mà họ không nói rõ ra là của Trung Quốc đâu. Ai cũng biết rằng Philippines và Trung Quốc đang có những tranh chấp lãnh thổ rất gay gắt trên Biển Đông, thậm chí một vài nước khác trong đó có cả Việt Nam nữa. Biển Đông là một vùng biển rất là nóng và cái việc Mỹ đang hiện diện ngày một nhiều hơn ở Biển Đông với những sự hợp tác với Philippines, Việt Nam hay Indo nó đang làm Trung Quốc nóng mặt. Thiếu tá Joe Roberts, một sĩ quan tác chiến của Mỹ cho biết là hôm nay, chúng tôi đã trình diễn cách khai hỏa hệ thống vũ khí HIMARS. Thực sự trong bất kỳ tình huống chiến đấu nào, HIMARS đều rất hữu ích. Và từ sau khi mà HIMARS xuất hiện trên chiến trường Ukraine và thể hiện uy lực của mình, thì nó đang rất đắt khách và nhiều quốc gia đã bắt đầu đặt mua HIMARS. Bây giờ Philippines, sau cái lần này, có lẽ họ cũng sẽ tính đến cái việc là mua thêm HIMARS. Trung tá Thakaytan thuộc uh, trung đoàn pháo binh của quân đội Philippines đánh giá rất cao cuộc huấn luyện này và bà này nói rằng là cuộc tập trận đã cho binh sĩ của Philippines cơ hội thử nghiệm hệ thống mới và bà bày tỏ hy vọng là HIMARS sẽ là ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch mua sắm và điện hiện đại hóa quân sự của Philippines. Không chỉ các nước trong khối NATO đang đẩy mạnh việc nâng cao năng lực quân sự của mình bởi vì cuộc chiến Ukraine nổ ra khiến nhiều bên lo ngại về an ninh của mình mà nhiều nước tại châu Á cũng đang đẩy mạnh việc hợp tác quân sự với các cường quốc đặc biệt là Mỹ. Điển hình là các cuộc tập trận rầm rộ chưa từng có ở biển Đông, biển Hoa Đông và tại bán đảo Triều Tiên. Và quý vị đã thấy, trước những căng thẳng ngày một leo thang như vậy, liệu tình hình ở châu Á Thái Bình Dương nó sẽ đi về đâu, tình hình biển Đông sẽ đi về đâu? Quan điểm của quý vị về vấn đề này như thế nào? Xin hãy để lại ý kiến của mình bằng những bình luận ở bên dưới. Đừng quên bấm like, ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.